Ya divina santo ase santo sampute Sa kinh Tam Bảo đã sa thú. Xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư tinh vệ thẩm đức để dẫn các em học cho chúng con. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Phật Mai ạ. Nam mô Thằng Thầy ạ. Chào ạ. Các tử vi. Dạ, con kính chào sư ạ. Rồi. Giờ hôm nay thì chúng ta học tiếp phần bài số 4 ha. Bài số 4. Bài số 4 hôm trước mình có thì có phần gì đây? Chúng hôm trước mình có đó là đoạn lịch sử liên quan đến Đức Phật, Đức vua Bimbisara đến gặp Đức Phật, Đức Bồ Tát Siddhartha. Rồi phần động từ thuộc đồng thể, danh từ là nữ tính vị nữ cú như là gia cú, rồi đàm thoại. Thì hôm trước mình đã học được phần danh từ, phần lịch sử mình học rồi, danh từ nữ tính vị nữ cú đã học rồi, phần thuộc đồng thể thì chúng ta học được một phần.
còn lại phần nằm thôi. Rồi thêm phần đọc đoạn văn với lại trả lời câu hỏi rồi sửa bài tập. Đó là phần bài số 4. Giờ hôm trước mình học động từ đồng thể, động từ thuộc đồng thể thì mình học cách sử dụng. Mình đã học cách sử dụng. Thì ở đây mình có động từ thuộc đồng thể là động từ diễn đạt ý nghĩa hành động, mà chủ từ là nhân và hành động là quả. Chủ từ là nhân và hành động là quả. Đó là phần cách sử dụng. Rồi hôm nay mình học thêm cái phần hay là mã, đó là phần cách hình thành. Dùng xem cái động từ thuộc đồng thể nó hình thành như thế nào. Hôm trước mình học động từ năng động thể thì bình thường một động từ thì mình sẽ có ba thành phần, tức là ở bài ở quyển một mình học đó, tức là mình có gì, mình có căn, rồi tiếp vị ngữ, căn cái vị ngữ, rồi vị ngữ của thầy, tức là ba thành phần. Bây giờ mình xem cái động từ thuộc đồng thể thì nó gồm các thành phần nào. Thì ở đây động từ thuộc đồng thể được hình thành từ ngữ căn của động từ hay thành phần cơ bản của động từ năng động thể. Như vậy thì nó có hai cách hình thành. Thứ nhất là nó hình thành từ ngữ căn của động từ. Thứ hai là nó hình thành từ động từ cơ bản. Từ động từ cơ bản. Rồi người ta cho anh biết là gì? Trong bài này chúng ta chỉ học về cách hình thành động từ thuộc đồng thể với thành phần cơ bản của động từ năng động thể. Chúng ta chỉ học về cách hình thành động từ thuộc đồng thể với thành phần cơ bản của động từ năng động thể ghép với tiếp vị ngữ giác. Bây giờ mình xem đây cái cách ghép nó như thế nào. Thứ nhất là nếu thành phần cơ bản của động từ năng động thể có nguyên âm cuối là á, nguyên âm cuối là á, ví dụ như là bách chất tí, phun chất tí, tha đất tí, cái chất tí gì đó, mấy cái hôm trước đó, thì đó nó là kết thúc bằng á. Cái chữ tí là thì mình bỏ nó đi, nhưng mình lấy trước chữ tí đó là chữ á, thì người ta cho mình sao? Thì chúng được sẽ được xen ý vào trước khi ghép với tiếp vị ngữ giác. Xen ý vào trước khi ghép với tiếp vị ngữ giác. Ví dụ ở đây người ta cho một ví dụ nè, bách chát trước khi ghép với giá thì nó được xen ý vào, thì nó phải chí giá, phải chí giá. Thì ở đây dạng năng đồng thể, nó dạng thuộc đồng thể, rồi mình thêm thì của nó vào. Tiếp vị ngữ của thì vào thì mình được nó là phách chí giá tí. Thay vì ở dạng năng động thể thì nó chỉ có lại gì, phách chất tí. Ví dụ năng động thể nó chỉ là phách chất tí thôi, thì bây giờ nó thuộc đồng thể thì nó thêm gì, thêm chí giá vào, thì nó là phách chí giá tí. Tương tự với động từ này, động từ chí đá, động từ năng động thể chi tá, chi tá tí. Thì ở đây cái chữ chi tá thì nó được xen vào chữ ý, rồi cộng với giá thì nó là chi lý giá, cộng với tiếp vị ngữ của thì nó là chi lý giá tí. Chi lý giá tí. Còn là kha đá thêm cộng với ý, cộng với giá thì được nó là kha lý giá. Động từ đầy đủ là kha lý giá tí. Rồi mình dịch nó là được ha, thêm chữ được. Thay vì nấu, ở dạng năng động thể mình dịch nó là nấu, thì ở đây là được nấu. Ở đây mình dịch là chặt thì nó là bị chặt, hay là được chặt, được ăn. Rồi cách trên trường hợp thứ hai, nếu thành phần cơ bản năng động thể có nguyên âm cuối là
là A ha, ở đây là A. Cái này sao mà nó lại bị sai? À, xin lỗi. À, nếu thành phần cơ bản năng đồng thể có nguyên âm cuối không phải là á, không phải là á ha, thì tức là nó là dạng gì? Mình hôm trước mình học ở quyển 1 mình học là mình có bốn dạng động từ, tức là á, a, e, o. Thì dạng á thì nó chỉ thêm ý cộng giá, còn bây giờ dạng a, e, o không phải dạng á thì tức là dạng a, e, o. Thì mình xem coi nó sẽ được thêm như thế nào. Thì chúng sẽ được xen chữ y vào trước khi ghép tiếp viện ngữ giá. Ở dạng bằng á thì nó xen chữ y, nhưng mà dạng bằng a, o, e thì nó xen chữ y. Ví dụ như là ở đây mình có ô chí na thì mình xen chữ y vào cộng với giá thì nó là ô chí ni giá. Rồi động từ đầy đủ đó là ô chí ni giá tí. Bị hái. Ở đây caro thì mình thêm nó tận cùng bằng ô, thì mình thêm chữ y cộng với giá thì nó được là cari giá. Động từ đầy đủ đó là cari giá tí được làm. DC thì mình thêm nó tận cùng bằng e cộng với y cộng với giá thì mình được là DC giá. Động từ đầy đủ đó là DC giá tí là được viết. Hoặc là pawe cộng với y cộng với giá đó là pawi giá. Đầy đủ thì là pawi giá tí được tu tập. Đó là cách hình thành. Như vậy thì mình sẽ có hai cách hình thành. Nếu mà nó tận cùng bằng á thì mình thêm cho nó là ý giá. Nếu mà nó tận cùng bằng a, bằng o, bằng e thì mình thêm cho nó là y giá. Từ động từ năng động thể mình chuyển nó sang thuộc động thể thì mình thêm nó ý giá hoặc là y giá. Hai trường hợp. Rồi đó là phần động từ năng động thể. Bây giờ phần còn lại của bài học này đó là phần đầm thoại. Phần đầm thoại. Rồi tí nữa mình sẽ đọc đoạn văn. Giờ học phần đầm thoại trước. Đầm thoại ở đây đó là cách hỏi thăm trong một chuyến đi. Đây là một trang này không hết. Chúng ta mở máy mình để mình đọc bài thêm ha. Cả đây nó một trang nó không hết. Hơi khó. Rồi chúng ta nghe đọc. Supasayang may hăng patika uto tum he a gachatha mayang hay làng nama di sato a gachama tum ha kinh upaka tum sako mi may hăng pachima di saya apake su arame su apha gamanathaya gantung ikhama kathang etha gantung chakoma. Aho itha pahuka gamit karatha honti tumhe imehi gantung chakoma santothomha tùy hằng xúc hằng hồ tú gam mana sát và quá cà lằng tùng hề xúc hà hồ thác xúc phát xài dằng mây hằng phát thi cà tú tô tùng hề à gái chất thác mày hằng thái lan nam mát đi sát tô a gái cha mát tùng hà căng căng tùng hà căng kinh úc ba ca tùng sắc cổ mỹ mày hằng phái chi má đi xa giá áp ba kê su a ra mê su áp hà gam anh nát hà giá gần tùng ít hà mát các thằng ít thá gần tùng sắc cổ mát a hồ ít thá phá hụ ca gamika gamika ratha honti tum he ime hi gantum sakko kha
tân đốt thùm hát tùy hằng xúc hằng hồ cú gam mân á mân á xa già quá cà lăng tùm hê xúc hà hồ khác rồi là xúc phá xa giang xúc phá xa giang mây hằng phá thi ca ô tô tùm hê a à, gáy sát khác mây hằng thái lan nam mã đề si tò a à, gáy hà má tùm hà kinh tùm hà càng kinh úc bạc ca tùng sắc hồ mỹ mày hằng bách khi má đi xa giá áp kê su a ra mê su áp hà gắm nắp hà giá gần tùng ít hà má các thằng ế thá gần tùng sắc hồ má a hồ y thá phá hú ca gắm y ca rã thà hồn tí tùm hề y mê hí gần tùng sắc hồ khác sẵn tốt thùm hát tùy hằng xúc hằng hồ cú gamana manasa yawa kalang tomhe sukha ho khan rao giờ mời lớp giơ tay lên đọc bài anh Khánh mời lớp đọc bài sư dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư xin đọc ạ. Sú Phá Sa Giang xin chào Má Giang Bát Tiết Ca, chúng tôi là các lữ khách Cú Tô Tùm Hê A Gách Sát Tá. Các bạn từ đâu đến? Má Giang Thái Lan Na Má Đề Sa Tô A Gách Sa Má, chúng tôi đến từ Thái Lan. Tùm Hà Căng Kinh U Ba Ca Tung Sắc Cô Mí, tôi có thể giúp được gì cho các bạn? Ma Giang Bác Chí Má Đi Xà Giá Áp Bá Kê Sú A Ra Mê Sú Áp Phà Gá Má Náp Thà Giá Gân Tung Ít Cha Má. Các thân Ít Thá Gân Tung Sắc Cô Má, chúng tôi muốn đến tham quan tại một chỗ chùa ở miền Tây. Chúng tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? A Hồ Ý Thá Bá Hú Ca Gá Mi Ca Rắc Tha Hòn Tí Tùm Hề Ý Mê Hí Găng Tùng Sắc Cô Thá. Ồ, ở đây có nhiều xe khách. Các bạn có thể đi đến đó bằng những chiếc xe khách này. Ủa, sao kéo lên? Ủa, rồi. Sang tốt thơm há, tuy hằng, xúc khăn, hô tú. Xin cảm ơn, chúc bạn được an vui. Gá má na, má ná xá, gia, quá ca lăng, tùm hề, xú kha. Hồ Thác, chúc các bạn được an vui suốt thời gian của chuyến đi. Thưa sư xin hết. Xin mời cô Dự Bảo. Dạ, con xin đọc ạ. Xuất phát xa văn, xin chào. Má văn. Bác Thí Ca, chúng tôi là lữ khách. Chúng tôi là các lữ khách. Cú Tô Tùm Hê A Gát Chá Thá. Bạn, các bạn từ đâu đến? Má Giang Thái Lan Nam Má Đê Sá Tô A Gát Chá Má, chúng tôi đến từ Thái Lan. Tùm Hà Căng Kinh Ú Bá Ca Tùng Sắc Cô Mí, tôi có thể giúp được gì cho các bạn? Má Giang Bác Chí Má Đi xa giá áp bá kê sú a ra mê sú áp pha gá má ná thà giá gần tùng ít cha má. Các thằng ít thá gần tùng sắc cô má, chúng tôi muốn đến tham quan tại một số chùa ở miền Tây. Chúng tôi có thể đến đó bằng cách nào? Á hồ
Ittha bahuka gamikara tha ho ti tum he i me hi gan tung sắc cô tha. Ồ, ở đây có nhiều xe khách, các bạn có thể đi đến đó bằng những chiếc xe khách này. Các Khánh kéo lên giùm cô. Các Khánh, dạ, cái này là hình của cô, của sư. Dạ. Sang tức thô, sang tức thơm há tuy hằng xú khăn hô tú. Xin cảm ơn, chúc các bạn được ăn vui. Gamana manasa ya quá ca lăng tùm hề xú khà hồ thá. Chúc các bạn được an vui suốt thời gian của chuyến đi. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư, con xin đọc cách hỏi thăm trong chuyến đi. Xuất phát xa dân xin chào. Xuất phát xa dân xin chào. Má dân bác thí ca, chúng tôi là các lữ khách. Cú tô tùm hê agat chát thá, các bạn từ đâu đến? Má dân Thái Lan nà má đê sát tô agat chà má, chúng tôi đến từ Thái Lan. Tùm hà căng kinh úp bác cà tùng sắc cù mí, tôi có thể giúp được gì cho các bạn? Má dần bác chí mà đi xà giá áp bác kê xú à ra mê xú áp phà gá má ná thà giá gần tùng ít chà má cá thằng ế thà gần tùng sắc cù má. Chúng tôi muốn đến tham quan tại một số chùa ở miền Tây, chúng tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? A hồ ít thà bá hù ca bá hú ca gá mi cát rát thà hồ tí tùm hề ý mề hí gần tùm sắc cô thá. Ồ, ở đây có nhiều xe khách, các bạn có thể đi đến đó bằng những chiếc xe khách này. Sành tút thùm há tuy hằng xúc khăn hồ tú, xin cảm ơn, chúc các bạn được an vui. Gá mà nà má ná xá và quá cà lằng tùm hề suốt khà hồ thác, chúc các bạn được an vui suốt thời gian của chuyến đi. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc cách hỏi thăm trong chuyến đi. Chúc phát xe dân xin chào. Chúc phát xe dân xin chào. Máy dân bá thí ca, chúng tôi là các lữ khách. Cú tô tùm hê agat chát thá, các bạn từ đâu đến? Máy dân Thái Lan nam á de sato agat cha má, chúng tôi đến từ Thái Lan. Tùm hai căn kinh ú bá ca tùm sắc cô mí, tôi có thể giúp được gì cho các bạn? Máy dân bá chí má đi xa giá áp bá kê xú a ra mê xú áp phà gá má nát thà giá gánh tùm ít cha má ca thằng ít thà gánh tùm sắc cô má. Chúng tôi muốn đến tham quan tại một số chùa ở miền Tây, chúng tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? A hồ ý thế bê hú kè gá mí cá rá thà hôn tí tùm hề ý mê hí gan tùm sắc cô thá. Ồ, ở đây có nhiều xe khách, các bạn có thể đi đến đó bằng những chiếc xe khách này. Sánh tút thùm há tùy hằng xú khăn hồ tú, xin cảm ơn, chúc bạn được an vui. Gà man nà man ná xá gà quá ca lăng tùm hề xú khà hồ thá, chúc các bạn được an vui suốt thời gian của chuyến đi. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ thưa sư, con xin đọc cách hỏi thăm trong chuyến đi. Xuất phát xa dân
xin chào. Xuất phát xa dân, xin chào. Má dân Phát Thiết Ca, chúng tôi là các lữ khách. Cút Tô Tâm Hê, Agat Chát Tha, các bạn từ đâu đến? Má dân Thái Lan, Nam Má, Đê Sát Tô, Agat Cha Má, chúng tôi đến từ Thái Lan. Tâm Hà Căng Kinh, Upa Katung Sắc Cô Mỹ, tôi có thể giúp gì? Tôi có thể giúp được gì cho các bạn? Má dân Pachimadisaya, Upa Kesu, Aramesu, Upa Apagamana Thadya, Ya, Gantung, Ichama, Katang, Etha, Gantung, Sakuma. Chúng tôi muốn đến tham quan tại một số chùa ở miền Tây. Chúng tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? Á Hồ, Itha, Bà Huka, Gami, Karatha, Hồn Tị, Tâm Hê. Dạ. Tâm Hê, Ý Mê Hí, Gan Tùm, Sắc Khô Thá. Ồ, ở đây có nhiều xe khách. Các bạn có thể đi đến đó bằng những chiếc xe khách này. Sang Tú Thùm Há, Tuy Hằng, Xú Khăn Hồ Tú. Xin cảm ơn, chúc các bạn được ăn vui. Gá Má Na Má Ná Sá Gia Quá Cá Lăng Tùm Hề Xú Khà Hồn Thá. Chúc các bạn được ăn vui suốt thời gian của chuyến đi. Dạ, bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Sipa Sayang, Sipa Sayang, xin chào. Mai Văn, Patika, chúng tôi là những lữ khách. Cú Tô Trung Hê, Agat, Chát Thác, các bạn từ đâu đến? Mai Văn, Thái Lan, Nam Á, Đề Sá Tô, Agat Chà Má, chúng tôi đến từ Thái Lan. Tùm Ha Căng, Kiên, U Phá Cà Tuân, Sắc Khô Mí, tôi có thể giúp được gì cho các bạn? Mai Văn, Gác Chí Mà, Di Sa Giá, A Phá Kỳ Sú, A Ra Mê Sú, Áp Bà Gá Má Thát Thà Giá Gan Tuân Ít Chà Má Cá Thăng Ít Thá Gan Tuân Sắc Khổ Má. Chúng tôi muốn đến tham quan tại một số chùa ở miền Tây. Chúng tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? A Hồ Ít Thá Phá Hú Cà Gá Mí Cà Rát Thà Hòn Tí Tùm Hê Ý Mê Hí Gan Tuân Sắc Khổ Thá. Ồ, ở đây có nhiều xe khách. Các bạn có thể đi đến đó bằng những chiếc xe khách này. San Tut Thon Hát Tuy Hằng Xuất Khăn Hồ Trước. Xin cảm ơn các bạn được. Chúc các bạn được ăn vui. Gamana Manasa Dạ Vá Cà Lăng Trầm Hề Xuất Khà Hồ Thác. Chúc các bạn được an vui trong suốt thời gian của chuyến đi. Dạ thi sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Xuất phát xa răng, xin chào. Xuất phát xa răng, xin chào. Ma răng Phát Thí Ca, chúng tôi là các lữ khách. Cô Tô Tùm Hê A Gác Cha Thá, các bạn từ đâu đến? Ma Răng Thái Lan Na Má Đề Sa Tô A Gác Cha Má, chúng tôi đến từ Thái Lan. Tum Hà Căng Kim Upa Ka Tum Sắc Cô Mỹ, tôi có thể giúp được gì cho các bạn? Ma Răng Bác Chí Ma Đí Sa Giá
Apakesu aramesu Apaga manathaza gantum ichama Kathang etha gantum sakoma. Chúng tôi muốn đến tham quan tại một số chùa ở miền Tây. Chúng tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? Aho itha bahuka gamikara tha hồn hồn tí tumhe ime hi gantum sakko tha. Ồ, ở đây có nhiều xe khách, các bạn có thể đi đến đó bằng những chiếc xe khách này. San tut thom há tuy hăng su khăng hồn hồ tú. Xin cảm ơn, chúc các bạn được an vui. Gama ná ma ná xá già quá ca lăng tôm hê su kha hồ thá. Chúc các bạn được an vui trong suốt vui suốt thời gian của chuyến đi. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Supa Sayang. Xin chào Supa Sayang. Xin chào Mayang Akika. Chúng tôi là các nữ khách Kuto Tumhe Ayachatha. Các bạn từ đâu đến? Mayang Thái Lan Nama Desato Ayachama. Chúng tôi đến từ Thái Lan. Tumhakan Kim Upakatum Sakomi. Tôi có thể giúp gì được cho các bạn? Mayan Pachima Disaya Apakesu Aramesu Apagama Nathaya Gantum Ichama Kathang Elitha Gantum Sakoma. Chúng tôi muốn đến tham quan tại một số chùa ở miền Tây. Chúng tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? Aho Ittha Bahuka Gamikatha Honti Tumhe Imehi Gantum Sakotha. Ồ, ở đây có nhiều xe khách. Bạn có thể đi đến đó bằng những chiếc xe khách này. Sang Thutthamha Tuy Hằng Sukhang Hồ Tú. Xin cảm ơn, chúc các bạn được an vui. Kamana Manasa Yawakalang Tumhe Sukha Hồ Thá. Chúc các bạn được an vui suốt thời gian của chuyến đi. Giờ tôi xin con xin hết. Xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, xin đọc Supasa Yang. Xin chào Supasa Yang. Xin chào Má Yang Patika. Chúng tôi là các lữ khách Kuto Tumhe Agachatha. Các bạn từ đâu đến? Má Yang Thái Lan Nama Desato Agachama. Chúng tôi đến từ Thái Lan. Tumha Kankin Upakatum Sakumi. Tôi có thể giúp được gì cho các bạn? Má Yang Pachima Pachima đi xa giá Apakesu Aramesu Apagamana Thaya Gantung Ichama Kathang Etha Gantung Sakuma. Chúng tôi muốn đến tham quan tại một số chùa ở miền Tây. Chúng tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? Aho Itha Pahuka Gamika Ratha Hồn Tí Tìm Hì Mê Hí Gàn Tùng Sắc Cô Thá. Ồ, ở đây có nhiều xe khách. Các bạn có thể đi đến đó bằng những chiếc xe khách này. San Tức Thơm Há Tùy Hàng Số Khăn Hồ Tí. Xin cảm ơn, chúc bạn được an vui. Gamana Manasa Yawa Kalang Tùm Hê Số Khăn Hồ Thá. Chúc các bạn được an vui suốt thời gian của chuyến đi. Dạ, xin xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Su Phá Sa Răng, xin chào. Su Phá Sa Răng, xin chào. Má Răm, Phá Thích Ca, chúng tôi là các nữ khách. Kuto Tumhe Agat Chá Khá, các bạn từ đâu đến? Magam Thái Lan Nam Má
Desato Agachama, chúng tôi đến từ Thái Lan. Tung Hakang Kim Uba Katung Sakomi, tôi có thể giúp gì, giúp được gì cho các bạn? Na rằng Dachima Di Saza Atta Kesu Aramesu Atta Gamanatha Za Gam Tung Ichama Katang Ketha Gam Tung Sakoma. Chúng tôi muốn đến tham quan tại một số chùa ở miền Tây. Chúng tôi có thể đi đến đó bằng cách nào? Aho Itha Bahuka Bahuka Gami Karatha Hôn Tí Tung Hê Ý Mê Dí Găng Tung Sắc Cô Thá. Ồ, ở đây có nhiều xe khách. Các bạn có thể đi đến đó bằng cách bằng những chiếc xe khách này. Sang Phúc Thông Há Tuy Hằng Phúc Hằng Hồ Tú. Xin cảm ơn, chúc các bạn được an vui. Ramana Manasa Giao Quá Ca Năng Tung Hê Phúc Hà Hồ Thá. Chúc các bạn được an vui suốt thời gian của chuyến đi. Đã thư sư con xin hết ạ. Dạ, yeah, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, yeah, thưa sư đã hết rồi sư. Vậy thì chúng ta đọc trả lại câu hỏi ha. Phần câu hỏi để trả lời câu hỏi. Rồi câu 1 hay trả lời được câu nào, trả lời câu đó ha. Cho biết cách hình thành động từ thuộc động thể dựa trên động từ cơ bản. Đây, ai trả lời được câu này? Rồi mời cô Hảo Nguyễn đi. Dạ, yeah, con Phật sư. Cái cách hình thành động từ thụ động thể là từ các cái động từ cơ bản của động từ năng động thể. Thì nó có những cái trường hợp sau ạ. Những nếu mà thành phần cơ bản của động từ năng động thể có nguyên âm cuối là á thì chúng ta sẽ xen cái vĩ ngữ ý vào, thay cái chữ á bằng cái chữ á bằng chữ ý và thêm giá vào thì là trở thành cái động từ thụ động thể. Ví dụ như là bát chát tý thì lấy cái thành phần cơ bản của động từ bát chát là bỏ chữ á đi thêm chữ ý và giá rồi thì ta sẽ trở thành phát trí giá tí là được nấu ạ. Còn các cái thành phần cơ bản của năng động thể có cái nguyên âm cuối không phải là á thì chúng sẽ được thay thế á bằng cái vĩ ngữ, bằng cái thành phần cơ bản là y vào trước khi kép với lại tiếp vị ngữ giá. Ví dụ như là động từ Ochina thì chúng ta bỏ cái nguyên âm cuối là A để thêm vào Y và giá là trở thành động từ thụ động thể là Ochini giá tí là bị hái. Ví dụ như động từ DC tí thì chúng ta bỏ cái chữ E ở cái
nguyên âm cuối và thêm y và giá vào thì để trở thành cái dc, động từ dc, dc giá tí là được thuyết. Động từ phá quê tí thì chúng ta bỏ ở cái thành phần cơ bản là chữ e đi và chúng ta thêm y vào và ghép với chữ giá thì thành là ba quy, phá quy giá tí thì được tu tập ạ. Dạ con xin hết ạ. Nên tìm các động từ khác ngoài các động từ đã được cho ở trong sách ví dụ ha, để tập cho gì thì mới được. Tại mình học tiếng 2 là mình đã học nhiều động từ rồi, nên là tập tìm thêm các động từ ngoài động từ mà người ta đã cho. Rồi câu số 2, gạch dưới các động từ thuộc động thể đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này thì tí nữa mình đọc đoạn văn thì mình sẽ sử dụng nó mình tìm ha. Câu 3, hãy cho biết cách thức sử dụng động từ thuộc động thể. Rồi ai trả lời câu 3 này? Các ai trả lời câu 3 không? Chữ Sơn trả lời. Động từ thuộc động thể. Ok. Bạch Sư, cách sử dụng động từ thụ động thể là động từ diễn đạt ý nghĩa hành động mà chủ từ là nhân và động từ là quả. Ví dụ như ship. Dạ. Ví dụ như Thammo Pagawata đề quá manus sanang đề chi dí pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết đến chư thiên và nhân loại. Số 4 thì tìm danh từ ngữ ứng vì ngữ cú là gia thú trong đoạn văn và tập chia các danh từ đó. Phần này tí mình sẽ đọc đoạn văn rồi mình tìm ha. Câu số 5, hãy đổi các động từ cơ bản sau đây thành động từ thuộc động thể và thập đặt câu với chúng: arathi tí, pali tí, sangan tí, arah tí, nuda tí. Rồi vì ai đổi được? Ai đổi được trên tay lên? Khác đi, cũng hảo nãy giờ làm rồi. Thưa sư xin đổi ạ. Rồi. Thưa sư, không mất rồi. Ara thê tí thì đổi là ara thi giá tí. Ba lê tí đổi là ba ba ly giá tí. Sang găng ha tí để đổi thành là sang găng hi giá tí. Sang găng hi giá tí. Dạ. Rồi a há rắp. Sao chữ nhỏ quá. A há rắp tí thì đổi là a há rí giá tí. Nú đá tí. Nú đá tí thì đổi là nú đí giá tí. Bây giờ chúng ta đọc đoạn văn ha. Dạ. Đoạn văn. Đây, cầu của quân ta. Đoạn văn này hơi dài. Vitara rajapa ara thamma Udisato papajitoa satta hang papajaya sukhang Uti sangvi di tung Anuti piyam pahwani Atamasa biwasasa pachu satsamayi eko wa
tô đi khê ná tình sắc tí già dù chân ná phá mà nề ná mắc gàn vi mút tí thầm màn út gần đi tùng gà tùng ê sân à giá mắc thá rắp thằng áp tích cam mít sô về tò rài cha gà hạ ná gà ràng thá ra xa nô bốc đề ná phình đại giá không ý xí và gú phát à đi đi mà hà chân nề hí tạ xa phù chì tùng à hạ rí dìm chú khi thà phí sò mắc thá ra thá xa phìm phí xà rồ nà mạ rành nhà bàn đá vù nà mạ phá phá tạ xa xà nụ dàng ô phá sàng cám mít chí ra chà phù chì tạ tạ xa mà hà phá rí xa lạc thăm nề đi hòa ta xa ra thằng bà lê tùng vút thằng tăng à ra thề sĩ cây nhô à ra thăm à tu tê ná xa thu càng nụ bí dí á thá khô xò rành nhà á tà nô bắt thăm nàng chà nà phê sĩ kim vi sa ra ra cha sút tòa ati vi ya pa si vi tòa a ra te si tum ha căn pa pa chi ta năng mang sang căn vi tum y đằng ra cha ca ha na ca rang pa cha gai a ti bồ thi sa to tum hi pa ve na tam pa ti chi ra cha tăng a phu chi tòa ra cha ra thằng không được không a rui ha vi ma nàng bất tí vi quát rồi sư không có bài trên bảng sư cần văn sư chia sẻ á sư đâu có đọc được không rồi rồi thấy chưa. Dạ thấy rồi sư. Bình bí tà ra ra cha sa a ra thân nà Phù thi sa tò Pá pá chi tòa sa tà hằng Pá pá chà giá xúc hằng Pá ti sang về đề tùng An ú phi dầm phá quan đề Vi hạ rí A tha ma sa đi wa sa sa Pá chú sa sa ma dê ê kò wa sò Đi khề ná tình sa ti dà Dô cha ná phá ma nề ná mắc gàng vi mút tí thầm mạng phúc gần hi tùng cả ruồng ê sa nà giá mắc cả thả ra thẳng át tích cả mi sô về sò ra cha cả hạ nà cả rằng thả ra sa anu phúc về nà phìn đà giá phong y sĩ già gu phá tà đi ní ma hà chân nề hi ta sa phù chì tùng à ha rí dìm chú ý tha phí sô mắc ca thá rá thá sá phim phí sá rô nà mắc rành nhà bánh áo vô nà mắc pa pa thá sá sá nú giang ô pa sáng ca mi dí ra chà bồ thi sá tá sá ma hà pa rí phú rí sá lạc khăn nề đi xoa tá sá rá thang pa lê tùng út thang tăng à ra thê sí rành nhô à ra thá nà tê tú tê ná sa tú càng nút đi dí á thá khô sò rành nhà á thá nô bát thá nàng chà nà phê xí phim phí xà rá ra chà tú tòa á tí ví giá phá xì đi tòa à ra thê xí tôm hà càng pháp phá chi tà nàng màng sang gần hi tùng y đằng ra chá gá hà nà gá răng phá chà gách à tí bồ tí sát to tôn hi pha về na sam bát tích chi ra cha tăng à phu chi tòa ra cha ra thằng à rùi ha vi ma năng bát tí ni vát tí ra bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài mà lớp đọc bài dạ xin Phật tử Kim Phúc ạ. Dạ thưa sư xin đọc ạ.
Pimpi Sara Rajas Rajasa Arathana Bodhisatto Papa Chi Vatoa Satahang Papa Jaya Sukhang Patisang Vedetung Anupiyang Bhavane Athamasa Di Wasasa Pachu Sasa Maye Eko Wa So Digena Tinsatiya Yo Chanapa Ma Nena Makgang Vimukti Thamang Ugan Hitung Garun Garun Esanaya Magatha Rakthang Atikami Suve So Rajagaha Nagarang Garasa Anupena Pindaya Bavisi Yagupakta Dini Maha Chanehi Tassa Bujetung Ahari Jin Yusu Itapi So Magatha Rakthasa Pimpisaro Nama Ranya Pandavo Nama Papatasa Sanuyang Ubasang Kamiyi Raja Bodhisattasa Thưa sư, đẩy màn hình lên nhìn. Có được rồi, như đó được rồi. Dạ. Rồi, bài nghịch thứ hai. Bài nghịch thứ hai. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Raja Bodhisattasa Mahapurisalakane Diswa Diswa Tassaratang Paletung Wutang Tang Arathesi Ranyo Arathana Tutena Satukang Nudiyi Atako Soranya Atano Patanang Janapesi Bimbisara Bimbisara Raja Sutta Atiwiya Pasiditwa Aratesi Tumhakang Papuchitanang Mangsangang Hitung Idang Gacha Gahana Garang Pacha Gachata Gachatati Bodhisatto Tunghi Fadwena Sambachit Sambatichi Rajatang Rajatang Apuchitwa Rajaratang Ariha Vimanang Pati Niwati. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Bạch sư con xin đọc. Bimbisara Rajasa Arathana Bodhisatto Papachitwa Satahang Papachaya Sukhang Patisang Vedetung Anubiyam Pawane Vihare Vihari Athamasa Diwasasa Bachu Sasamaye Eko Waso Digena Tinsatiya Yochanapa Manena Makgan Vimutti Thamman Ugan Hitung Garung Esanaya Makgathang Rathang Ati Atikami Suwe Sorachagaha Nagarang
Garasa Anupena Bindaya Bawisi Yagu Phat Phat Padini Mahachanehi Tassa Buche Tung Ahari Yinsu Ithabitso Magga Tharathasa Bimbisaro Nama Ranya Bandavo Nama Bapatasa Saniyang Upasankamiyi Raja Bodhisattasa. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thầy sư xin đọc. Raja Bodhisattatha Sattasa Mahaburi Sela Sarakone Diso Tassa Rathang Beletum Uthang Tang Aradeyasi Sanyo Arathana Tu Nena Sadu Sathu Khang Sathu Kang Nudiji Nudiji Athako So Sanya Atano Patanang Janabasi Bimbi Sara Raja Raja Chu Toa Chu Toa Ati Vya Basi Basi Di Toa Arathasi Tumhakang Babu Babut Babut Jitanang Mang Sangang Hitum Idang Raja Gaha Naga Rang Pacha Gatcha Gatcha Tha Ti Bồ Thí Sát Tô Tùm Hì Phá Phá Quên Á Sám Bá Tích Chí Raja Tăng A Bút Chí Tòa Raja Rá Thăng A Rú Giá Quý Mà Năng Ba Tí Ní Quá Tí. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Bimbi Sara Rajasa Arathana Bodhisattva Papachitta Satthahang Papachaya Sukhang Pati Samvede Tun Anupiyang Bhavane Vihari Atthamasa Divasasa Pachu Sasa Maye Ekova So Nigena Dimsatiya Bochana Pamanena Gak Makyang Vimutti Thamang Utyang Hitun Garun Esanaya Magatharathang Ati Ati Kami Suveso Rajagatha Rajagaha Nagarang Garasa Anu Pupena Pindaya Pavisi Yagu Vatan Dini Mahachanehi Tassa Puyetun Ahari Yunsu Itapi So Magatharathasa Bimbisaro Nama Ranya Pandavo Nama Papatasa Sanuyang Upasankamiyi Raja Bodhisattasa. Dạ thưa sư, con xin hết.
Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Raja Bố Thí Bồ Thí Sáp Tá Xá Mahapuri Salakane Biswa Tá Xá Rát Thăng Pale Tùng Vút Thăng Tăng Arathe Xí Ranyo Arathana Tutena Sa Thu Căng Nú Đi Dí Athako So Ranyá Atayo Pathamang Pathamang Jana Pesi Bimbi Sara Raja Sutwa Ati Visa Pasi Ditoa Arathesi Tungha Kang Papu Chitanang Mang Sangan Hitum Idang Raja Gahana Garang Pakcha Gakcha Cha Thati Bodhisatto Tung Hí Pha Quên Á Sampa Tích Chí Raja Tăng Apuk Chitoa Raja Rathang Aruha Vimanang Patini Vati. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Chào bạch sư, con xin đọc ạ. Bimbisara Ranyo Arathana Bodhisatto Papachitoa Sattahang Papachaya Sukhang Patisangweletung Anupiyang Pawane Vihari Athamasa Diwasasa Pachu Sasa Maye Eko Waso Digena Digena Tinsa Tiya Yoyana Pamanena Magang Vimuti Thamang Ugang Hitung Garung Esa Naya Magatharathang Ati Kami Kami Suweso Raja Gaha Nagarang Garasa Anupena Pindaya Pa Visi Yagufa Tadini Maha Yadnehi Tassa Úc Dê Tùng A Hà Rì Dinh Sú Ý Thà Pí Sù Má Gà Thá Rá Thá Sà Thá Sà Bìm Bí Sà Rô Nà Má Rành Nhá Pàn Đá Vô Nà Má Bấp Bá Thá Sà Sà Nú Giang Tăng Ô Bá Sàng Cà Mí Dí. Dạ bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Sư sư chưa thấy hình sư. Thấy chữ mi dí được không Thánh? Ừ, đúng rồi. Cái gì? Thưa sư, sư xin đọc. Thưa Ngọc Trân thấy. Cái đoạn dưới sư chưa kéo màn hình. Thưa sư xin đọc. Raja Bodhisattva Mahapurisa Lakhani Diswa Tassa Rathe Paletum Vuthang Tang Arathesi Ranyo Arathana Tu Tena Sathukang Nudiyi Athoko So Ranya Atano Pathanang Janapesi Bibisara Raja Sú tòa á tí quý giá, bá si đi tòa, a ra thề xí, tùm hà càng, bá bút chí tà năng, mạng sẵn khả hí tùng, ý mạng, ra chá gá hà ná gá răng, bá chá gá chá thà tí,
Bodhisattva Tunhivavena Sampatiti Raja Tang Abhuchitva Raja Rathang Ariha Vimanang Patini Vati. Dạ thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Bimbisara Ra Rajasa Aradhana Bodhisattva Bapa Chitto Sattaham Bapa Jaya Sukang Bapi Sangve De Tu Anupi Yang Bhavane Vihari Atthamasa Divasasa Patyusam Samaye Teko Vaso Digena Tim Sati Ya Yojana Maneda Magang Vimuti Tamang Uga Hitum Garum E Sanaya Magatha Ratang Ati Kami Suwe So Rajagahana Garang Garasa Anugupena Pindaya Bhavisi Yagu Patadini Mahajanehi Tassa Bajetum Ahari Yimsu Itapi So Maga Tara Tassa Bimbisaro Nama Ranya Padavo Nama Papatassa Sanuyang Abu Sankami Yi. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư, con xin đọc. Alo. Nha Trang đọc đi, Nha Trang. Dạ. Pipisara Rajasa Arathana Bodhisattva Papacitta Sattahang Papacaya Sukhang Patisang Vedetum Anupiyang Pawane Vihari Athamatsa Divasasa Pachusasamaje Ego Wa So Dikena Tinsatiya Jojana Pamanena Magang Vitu Vimutti Thamang Ugang Hitum Garum Esanaya Magat Harathang Ati Ati Kami Suwe Sora Jagaha Nagarang Karasa Anupena Pindaya Pavisi Jagu Patadini Maha Janehi Tasa Kujetum Ahari Yinsu Itapiso Maga Tharasa Pimpisaro Nama Ranya Pandavo Nama Papatasa Sanuyang Upasang Kamiyi Raja Bodhisattasa Maha Purisa Lakhane Tiswa Tasa Rathe Paletum Guthang Tang Arathesi Ranyo Arathana Tu Tena Satukang Nudiyi Athako So Ranya Atano Pathanang Janapesi Pimbisara Raja Sutta Ativiya Pasi Dintoa Ahavesi Tumhakang Papuji Tassa Mang Sanggang Hitum Idang Raja Gaha Nagarang Pacha Gacha Thati Bodhisattva Dunhi Pawena Sang Patichi Raja Tang Ap Bukchitwa Raja Rathang Ariha Vimanang Patini Vati. Dạ hết ạ. Dạ không? Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa mà. Rồi bây giờ chúng ta tìm mà nãy ở trong câu hỏi nãy mình tìm gì có hai phần, một phần là
động từ thuộc động thể. Phần thứ hai là danh từ nữ tính vì nữ cuốn. Bây giờ ta tìm được ai? Tìm từng câu vậy có không? Bạch sư, con tìm được một từ là Upa Sang Cá Mí Dí là được đến thăm ạ. À, Upa Sang Cá Mí Dí. Rồi. Mở đâu đúng không? Ahari và bạch sư Ahari im xú nè. Đúng rồi, Ahari im xú. Dạ. Dạ nấu đi dí nha thưa sư. Dạ nấu đi dí. Dạ nấu đi dí nè. Dí. À dí. Bị từ chối. Được từ chối gì đó. Còn nữa không? Dạ thưa sư, sân găng hí tâm á sư, thỉnh cầu. Sân hí tâm đâu có. Sân găng hí tâm, kiến cắt mà không có gì. Rồi giờ tìm vị nữ út này, út nữ tính là có không? Dạ, có từ xa nú, xa nú văn sư. Xa nú văn. Xa nú, dạ. Nú là nữ tính ha. Dạ. Dạ. Con xin chia động từ này cũng được. À, thử cho anh chia thử là nhớ không? Dạ, tôi xin chia danh từ sa nú là rặng núi. Pathama Ekavachana sa nú Bahuvachana sa nú sa nú vô Yuchiya Ewakachana sa nún Bahuvachana sa nú sa nú vô Tatiya Ekavachana sa nú ya Bahuvachana Sanu hi sanu bi chatuthi ewa kacana sanu ya bahu kacana sanu yang hanjami eka kacana sanu ya bahu kacana sanu hi sanu bi chatthi ewa kacana sanu ya bahu kacana sanu nang chat Tami Ekawachana Sanuya Sanuyang Bahuvachana Sanusu Halapana Ekawachana Sanu Bahuvachana Sanu Sanuyo. Dạ thưa sư, hết. À, còn chữ nào không? Còn như nào là danh từ tính vì nữ cuốn đúng không? Còn không? Ở đây mình có danh từ gia bú, nhưng mà ở đây thì nó ghép lại. À, nhưng mà nếu mình tách ra thì mình có danh từ này gia bú. À, rồi đây có từ này đó. Rồi đó là phần trả lời câu hỏi ha. Đọc đồng văn và trở lại câu hỏi. Rồi bây giờ mình còn 10 phút mình xem phần bài tập tiếp đi ha. Còn bài tập chưa? Xin mở bài tập cái ha, bài tập để mình xem mình sửa thử bài tập. Anh Khánh mở sẵn bài tập tiếp không Khánh? Hay là chắc cho lớp đọc thôi hả, kịp sao mình sửa. Mình đang bài tập mấy hả? Bài tập số 5. Dạ thưa sư, bài 4. Hả? Dạ bài 4 chứ. 4 hả? Lời thỉnh cầu của vua Bình
Kim bi xe rê. Xe. Em đọc bài tập chứ đi về thì sao mình sửa không được. Câu 1 mình có phu chí sắc tô sắc tà hàng. Anh út phi dầm phá quanh thì phí ha rí. Phá phá chà giá thuốc khăn. Phá tí sang quỳ thì tùng. Câu số 2 sô đi khá mắt găng. Mắt á thá rát thăng. Á tí ca mí. Mốt khá thầm mạng cục gần khi tùng đã rùng ế sá nà. Câu số 3 sô sô về ra chá khá hát ná gà thăng. Phá quý sĩ tòa khá rát sát. Anu phúc tê ná phìn đà giá. Á chá rí. Câu số 4 ồ đá nồi chát và gú. Ra chá khá hát ná gà rê chá nề hí. Tí thát thá phù tí sát tác sát. Phù chá giá á rí yên sú. Câu số 5 phù tí sát tô phìm tí xà rá. Ra chê ná phúc phá trăng ká mi yí tòa. Tác sát rát thăng phà lê tùng. Trong nát thà giác à ra thì ít. Rồi bây giờ mời lớp đọc bài này tí đi. Lớp giơ tay lên đọc bài. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Mở mic chưa? Dạ, con mở mic rồi. Thưa sư xin đọc ạ. Câu số 1 Bodhisatto Sattahang Anubiyang Bhavane Vihari Papachaya Sukhang Patisang Vedetung. Câu số 2 So Digamakgang Magatha Rakhang Atikami Mokha Thamang Ugyan Hitung Garun Esanaya. Câu số 3 So Suve Rajagaha Nagarang Bavisitoa Garasa Anupena Pindaya Achari. Câu số 4 Odano Cha Yagu Raja Gaha Nagare Chanehi Siddhattha Bodhisattva Pujaya Ahari Jinsu. Câu số 5 Bodhisattva Pimpisa Rajena Upasang Kamiyitoa Tassa Rakhang Baletung Vasanathaya Arathiyi. Thưa sư xin hết. Xin mời Hữu Tử Hảo Nguyễn. Rồi ok, có gì chịu mình alo lại thôi. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Câu số 1 Bodhisattva Sattahang Anupiyang Bhavane Vihari Pachaya Sukhang Patisang Vedetung. Câu số 2 So Dikha Maggang Maggatharathang Atikami Mukha Thammang Ukat Hitung Garung Esanaya. So So Suwe Raja Gahana Garang Pasiwitwa Ka Garasa Anububen Anububena Pindaya Achari. Câu số 4 Odano Cha Yagu Raja Gahana Gare Yanehi Siddhattha Bodhisattva
Ujjaya Ahari Yimsu. Câu số 5. Bodhisatto Bimbisara Rajena Upasanka Mijitwa Tassaratang Paletung Wasanathaya Arathiji. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Sư con xin đọc. Câu thứ nhất. Bodhisattva Sattahang Anubiyam Phawane Vihari Bappachaya Sukhang Patisang Vedetung. Câu số 2. So di di ga mắt gần magat magatharathang ati atikami mokha thamang uk uk gần hi tung ga rung e sanaya. Câu số 3. So se suwe ra cha ga ha na ga rang ba wi si toa ga ra sa Anu Bức Bê Na Bình Đà Giá A Chá Rí. Câu số 4. Ô Đá Na Ô Đá Nô Chá Gia Gú Ra Chá Gá Há Na Gá Rê Chá Nê Hí Xí Thá Thá Bồ Thí Sá Tá Sá Bù Chà Giá A Há Rí Dình Sú. Câu số 5. Bồ Thê Bồ Thí Sá Tô Bình Bisara Rajena Upasang Kamijitwa Tassarathang Palitung Wasanathaya Arathiji. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mẹ. Dạ, thưa sư xin đọc. Câu thứ nhất. Bodhisattva Sattahang Anubiyam Bhavane Vihari Bappachaya Sukhang Patissang Vedetum. Câu số 2. So Dikhamayamakgang Magatharathang Atitkami Mokkhathammang Upgang Hitum Garum Esenaya. Câu số 3. So chú quê rè trá gá há ná gá răng bá quý xí tòa khá rá xá anu búp phê anu búp bê ná bình đá giá á chá rí. Câu số 4. Ô đá nô chá dè gú rè trá gá hàng rè chá gá há ná gá rê chá nê hí chích sách thá bù thí sách tách xá bù trái giá bù trái giá a há rí dìm xú. Câu số 5. Bù thí sách tô bìm bí xá rá rè trê ná ú bá sân cá mí dí tòa tách xá rá thăng bà lê tùm quá xá nát thà giá à rè thi ni thi dí. Dạ thưa sư xin hết. Mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Bồ thí sát tô sát ta hằng anupi rằng pha hoàn đề vihari papa trà giá su hằng pati sằng về đề tùm. Câu số 2 ạ. So đi kha ma gằng maga thá rát thằng á tí cá mí mốc khá thầm thầm măng ốc gan hí tùm gá rùm ê xá na giá. Câu số 3. Sô su quê rà chá gá há ná gá răng ba ví xí tòa khá rá xá anu pú pê ná bình đầy giá á chá rí. Câu số 4. Ô đá nô chá gia gú rà chá ra chá gá há ná gá rê chà nê hí xí thá thá
Bồ Thí Sát Tá Xá Pù Chà Giá A Há Rí Dìm Xú. Câu số 5. Bồ Thí Sát Tô Bìm Bí Sa Rá Ra Chê Ná U Pa Sang Ca Mí Dí Toa Tá Xá Ra Thăng Pà Lê Tùm Quá Sá Ná Thà Giá A Ra Thí Dí. Bạch sư con xin hết ạ. Mời Phật tử An Trần. Thí sư con xin đọc. Bồ Thí Sát Tô Sát Tà Hằng Anu Phi Dân Bá Bá Nề Vi Há Rí Há Bá Chà Giá Xúc Khăn Thà Thí Sàm Vệ Đệ Tùn. Câu số 2. Sô Thì Gá Mắc Găng Má Gá Thà Rách Thăng Á Thí Khá Mí Mô Cá Tham Măng Úc Găng Hí Tùn Gá Rùn Ê Xá Nà Giá. Câu số 3. Sô Sú Vê Rà Chá Gá Há Ná Gá Răng Há Vi Sí Tòa Gá Rá Xá Há Nú Phúc Bê Ná Phìn Đà Giá Á Chá Rí. Câu số 4. Ô Đá Nô Chá Già Gú Rà Chá Gá Há Ná Gá Rê Chá Nề Hí Xích Thá Thá Bồ Thí Sát Tá Xá Phù Chà Giá A Há Rí Dìm Xú. Câu số 5. Bồ Thí Sát Tô Biên Bí Sa Rát Ra Chê Ná U Phà Sàng Kà Mí Dí Tòa Tá Xá Rát Thăng Phà Lê Tùn Vasanat Thaya Ara Thi Yi. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc à, dạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không? Rồi bây giờ mình cái lớp mình hôm trước mình nghỉ học buổi, bây giờ mình sẽ học bù lại thứ bảy ha. Thứ bảy mình sẽ học bù lại. Cho nên bữa thứ bảy chúng ta sẽ sửa bài tập phần phần bài số 4 này à, cả phần Bali lẫn tiếng Việt. Vì nhà chúng ta xem bài trước à, xem bài chuẩn bị sửa bài trước để khi mà sửa bài mình sửa cho nhanh rồi học thêm bài mới. Rồi mà lớp nghỉ ha. Mời cô Phước Duyên. Dạ. Dạ, buổi học đến đây gặp kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con kính chúc sư sức khỏe và sự an vui ạ. Dạ, bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng phước chúng chư thiên. Mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con xin thay mặt các học viên trong lớp xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasatha chapumatha deva naga mahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang. Akasatha chapumatha deva naga mahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu no garu. Akasatha chapumatha deva naga mahitika Bồn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nhà ta vô. A ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni nô. A ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa đa. Y đăng qua ta nô bồn nhân a sa qua kha ya qua hăng hòn tùa na gà tê ca lê. Sa thu sa thu sa thu sa thu sa thu sa thu sa thu. Mình học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ. Dạ. Con kính chào sư ạ. Con kính chào sư buổi học hôm nay ạ. Kính chào sư ạ. Con kính tri ân sư. Thứ bảy này con xin nghỉ buổi sư, con mất đi thi. Dạ.
Dạ, A Di Đà. Dạ, sư chúc sư ngủ ngon. Dạ. À, con xin chào sư. Rồi, chào. Chào ba lớp.